Dạ, xin kính chào mọi người. Xin kính chào tất cả cộng đồng người Việt và toàn thể bà con người Việt đang sinh sống tại nước Đức. Trong cái đại dịch Corona lần này thì đang hiện tại đến bây giờ trong nước Đức thì người đã bị nhiễm, đang nhiễm nó tăng rất là cao. Nên là chúng ta là người Việt, đây cộng đồng người Việt thì, và đây là hội chân vàng cùng với cộng đồng người Việt, gia đình anh Trung, nhà chị Oanh ở đường Frankfurt Allee số 3537, thành phố Berlin. Đã hơn một tuần nay chúng tôi đã là cùng nhau là may ra những cái khẩu trang để trợ giúp cho cộng đồng và trợ giúp cho những người mà không có điều kiện để mua. Và nhiều hơn nữa là chúng tôi sẽ tài trợ cái này cho vào những cái khu bệnh viện để cho trợ giúp lại cho những bà con hiện tại đang nhiễm và để phòng nhiễm. Thì ở đây là cái địa chỉ phòng Phước Allee 3537, thành phố Berlin. Bà con cộng đồng nào có nhu cầu thì xin liên lạc hoặc là vào trên Facebook là vào Sen Vàng, thì trong đó có số điện thoại để liên lạc, thì chúng tôi có thể là gửi cho các bạn ở tất cả mọi miền đất nước. Nếu như các anh các chị và tất cả mọi người mà có nhu cầu về những cái sản phẩm này để mà trợ giúp cho chúng ta, cùng nhau chúng ta để đẩy lùi cái dịch bệnh lần này, để vượt qua cái lần khó khăn lần này. Cũng rất mong bà con trong cộng đồng trên mạng xã hội chia sẻ và liên lạc với chúng tôi có thể trợ giúp được đến đâu. Đấy, nhất là đợt tới thì chúng tôi sẽ còn có khoảng 10.000 cái, nếu như mà ngoài việc thuận lợi thì chúng tôi sẽ cũng có tới 10.000 cái để có thể trung chuyển và gửi cho sang đến đây, rồi để sẽ cùng với cộng đồng để chia sẻ và trợ giúp cho người dân hiện tại ở đây để vượt qua cái bệnh dịch lần khó khăn lần này. Dạ, xin cảm ơn tất cả các bà con trên cộng đồng mạng, cộng đồng xã hội Việt Nam, nhất là người Việt để cùng chung tay với nước hiện tại chúng ta để trợ giúp người dân có thể vượt qua cái bệnh dịch lần này nhá. Xin cảm ơn nhá.